Xin chào anh em, hôm qua có gửi đến cho anh em cái chế độ siêu cường hóa này, rất là nhiều anh em ưa thích và mong ép ra sớm phần 2 để mà gửi tới cho anh em tất cả các vị tướng được hiệu chỉnh và làm lại bộ kỹ năng tuyệt vời trong chế độ đánh ở Tết này. Trời ơi, 30 Tết mà đánh, quá đỉnh. TNGshop.vn, Noel cận kề, dinh ác VIP về tay, giảm giá toàn bộ ác trên shop, sở hữu ác liên quân VIP chỉ từ 100k, nhận miễn phí quân huy khi truy cập shop. Nhanh tay đăng nhập TNGshop.vn từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 12, nhận quà của ông già Noel. Vào cái chế độ này, anh em mà chơi có bị tướng sát thủ hay là xạ thủ ấy, thì không chỉ là sợ Grack của phần 1 đâu, mà còn phải sợ bị tướng Arum này. Bởi vì khả năng băng xả trụ và quan trọng là 12 con sói, nếu mà nó thả cái chiêu 2 ra mắc tầm ấy, anh em có thể đi được nửa cái bản đồ khống chế cơ. Rất là nguy hiểm. Đương nhiên là khi mà vị tướng này có sói, hồi máu đỉnh lắm mấy ông. Hồi máu siêu đỉnh luôn. Anh em coi đi ạ. Bọn này chỉ có gánh ngứa cho mình thôi. Đây, mình chỉ sợ là bọn Hayate hay là bọn xạ thủ nó tấn công tầm xa, chứ còn mấy thanh niên này thì không ăn thua. Bây giờ cũng có chơi được con Alum nó đâu anh em. Đây, mấy thanh niên này cứ tiếp cận gần là cứ bị nó hồi máu nè. Ôi dồi ôi. Đỉnh chấp. Cái này phải 5 thằng đánh 1 anh em ạ. Nó cân được 5 đấy, nếu mà có đồng đội của nó hỗ trợ ấy. Nhưng mà chỉ tiếc là nó một mình, một thân mình làm sao chơi được đâu nào. Sấy 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 sấy. Ui. Crest thủy thần đúng không nào? Hôm qua có gửi tới cho anh em đấy. Tung ra khống chế 4 bên như là ất thạch ở Titan luôn ạ. Anh em đã thấy sự đáng sợ của vị tướng Arum này chưa? Nhiều anh em mà nói rằng Arum chưa bị tướng Châu nhân game. Đương nhiên là vỏ quýt dày cái móng tay nhọn nha anh em nhá. Mặc dù bạn Châu bạn khỏe, nhưng mà nếu gặp mấy bọn lết kiểu như bọn Hayate nó mà khống chế tầm xa được thì cũng rất là nguy hiểm. Nhiều anh em thích xạ thủ, nhưng mà nếu các bạn chơi chế độ cường hóa này thì ép khuyên anh em rằng các vị tướng pháp sư và sát thủ nó có vẻ như là mạnh hơn. Thực ra thì xạ thủ vẫn chơi được và xạ thủ được cường hóa không phải dạng vừa, như là con vai ô đây, 3 viên đạn chiêu cuối, đáng sợ chưa? Nhưng mà sự đáng sợ nhất của các vị tướng xạ thủ ở trong cái chế độ này không phải là các vị tướng sát thủ đâu, mà là mấy thú kéo như kiểu con Grack, đúng không? Như kiểu bọn Grack, hay là cường hóa sốc đam quá khủng khiếp như là Triệu Vân có 100 nội tại. Và cũng đương nhiên là nguy hiểm với các vị tướng băng xả như kiểu Emery rồi. Mặc dù là chúng ta có thế bắn nhá. Cái điểm hay của Vio ở cái bản này ấy, đó là chiêu 1 hồi rất là nhanh. Các bạn chỉ cần bắn và tung chiêu một tẹo thôi thì các bạn đã hồi ngay lại chiêu 1 và spam chiêu 1 liên tọt, anh em được không? Ôi trời ơi. Ít ra là trong khoảng 1 giây ấy, anh em đã có thể bắn 2 đến 3 lần chiêu 1 rồi. Như vậy đã đủ sử dụng cho anh em. Như vậy đã đủ chơi chứ ạ. Lại còn thêm quả chiêu cuối dứt điểm thì nó gọi là đỉnh chóc. Ui, ở cái bản này có nhiều con thú vị lắm anh em ạ, như là Arthur này. Đập nó một cái, nó cho bay tung trời luôn ạ. Nguy hiểm chưa? Dứt điểm. Nhưng mà nguy hiểm nhất chắc là mấy cú kèo con Grack full phép nha anh em nhá. Grack full phép mà nó có nhiều nội tại ấy, nó vẫn là 17.000 máu. Đó, tức là anh em chơi Grack mà lên đam ấy, ở cái bản này là quá là sai lầm. Mà các bạn phải lên, sorry anh em, mà lên tank ấy là quá sai lầm. Anh em phải lên đam nhá, thì nó mới hiệu quả được. Liên tục lộn và bắn. Anh em thích Vio cái bản này không? Nhưng mà hãy cẩn thận nhá, khi cái địch có Grack. Bởi vì các bạn có thể bay vào trụ và lên bảng bất kỳ khi nào. Đặc biệt là khi đang bắn vui vẻ đúng nào, tự dưng lại bị lên bảng lên số thì ai mà vui nổi đây. Ma Vương Quản Ngục chúng ta sửa gì nào? Chiêu 1 tầm rộng lắm mấy ông. Siêu siêu rộng luôn. Nhưng mà cái điểm nhấn của vị tướng Malok này đó là ở chiêu cuối. Nửa bản đồ luôn. Đỉnh chưa, đỉnh chưa? Không khác gì là cái chiêu cuối của con Iggy về tầm xa và rộng. Đặc biệt là cái chiêu 1 đấy anh em. Cảm giác là cái tầm nó thế này thôi, nhưng mà nó quẹt phải x2 tầm của nó. Quẹt đủ một cái đường luôn. Anh em coi đi, đấy nhá. Đó, cực kỳ rộng, bao phủ toàn bộ ạ. Chỉ cần team kiến tạo thôi, hắn ta có thể giải quyết tất cả. Và Hayate, đợt này Hayate hiệu chỉnh hơi bị phê nhá. Đầu tiên là cái chiêu 1. Chiêu 1 anh em có thể tung ra tận 2 làn của phi tiêu. Và chiêu cuối có thể vừa sử dụng vừa di chuyển, đúng theo cái thể lệ yêu cầu và nguyện vọng của anh em nhá. Vừa di chuyển vừa sử dụng chiêu cuối luôn, rồi anh em có thể băng xả và giải quyết vị tướng châu bò dễ dàng hơn. Ví dụ kẻ địch của Arum đi, mà các bạn là pick Hayate, đương nhiên là dễ chơi hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà hãy cẩn thận, đặc biệt là với các vị tướng pháp sư ở trong cái phiên bản này,
bởi vì bọn nó nguy hiểm lắm mấy ông ơi. Đây, vừa sử dụng chiêu cuối vừa di chuyển và có thể tung chiêu thức khác. Đỉnh chóp đúng không nào? Nếu mà được chọn ấy, thì mình sẽ lựa chọn vị tướng Hete. Bởi ở cái phiên bản chế độ siêu của Hoài ấy, bọn Arum, bọn Kret, bọn Arthur các thứ ấy, nó trâu lắm. Phải sử dụng các vị tướng kiểu dạng Hete thì mới thể dễ dàng trị được, đặc biệt là với cái lượng sát thương khổng lồ của mình có. Uầy, hai con Titan đánh nhau và mình có sát thương chuẩn cơ mà, thành ra là không sợ, có thể giải quyết bọn nó cực kỳ đơn giản luôn. Có vẻ như bên nhà làm game họ chưa ưu đãi quá nhiều cho vị tướng xạ thủ. Theo Nat có gì đây? Theo Nat khi mà chúng ta bật chiêu 1 lên ấy, tăng tốc độ đánh rất là ghê gớm, có thể tiệm cận khoảng gần 200% nếu bạn sử dụng thêm nào là giày và một cái đồ tốc độ đánh khác, tức là nó phải tăng khoảng hơn 100 tốc độ đánh anh em ạ. Tức là chỉ cần bạn kích hoạt chiêu 1 thôi, bắn sẽ tăng cực kỳ nhiều tốc độ bắn. Mình không biết là theo Nat còn có cái điểm lợi gì khác nữa không, ngoài cái việc là bật chiêu 1 lên và tăng tốc độ đánh. Cũng có thể là do cái nội tại tăng nhiều đam chăng. Mình thấy là chiêu 2 vẫn bình thường nè, chiêu cuối thì vẫn vậy nè, chiêu 1 thì phạm vi vẫn ok như vậy. Chỉ khác là khi bạn bật chiêu 1 lên ấy, tăng tốc rất là ghê đấy nha, 77% nè, 177 ấy, tức là chưa gì đã tăng 100% tốc độ đánh khi bạn bật chiêu 1 lên rồi. Nhưng mà ngoài vấn đề này ấy, ngoài tốc độ đánh thì mình thấy là đam khá là ổn và ok, bắn chí mạng rất là phê. Nhưng mà khổ cái là chưa thấy chiêu thức nào để gọi là quái ba, ví dụ như là 3 lần chiêu cuối chẳng hạn, hoặc là 2 lần chiêu 2 thì mình không thấy nha anh em nhá. Mình chỉ thấy là cái chiêu 1 tăng tốc độ đánh thôi, còn lại chưa thấy cái gì. Nếu bạn nào mà chơi và test thấy cái điều gì khác lạ ở theo Nat ạ, thì có thể comment video nhé. Chứ SSS chỉ thấy như vậy thôi à, không thấy cái gì mới mấy. Nhưng mà phải công nhận là các cú bắn của theo Nat lực và rất là chất lượng. Ôi trời ơi thanh niên. Quá là hổ báo đúng không nào? Theo Nat là chủ máy khâu mà, thành ra mấy thanh niên nó lao vào mà muốn đánh tay ấy, thì mình không ái ngại cho lắm. Đặc biệt là khi team có vị tướng có năng khống chế rất là tốt, hoặc là băng xả như kiểu Emery và Kret thì gọi là đỉnh chóp. Trời ơi, toàn Titan khổng lồ thôi mấy ông ơi. Và Butterfly có điểm gì hay ho nhỉ? Đầu tiên phải nói đến cái chiêu cuối, xa lắm anh em ơi, tầm xa cực kỳ luôn ấy. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất của Butter là cái nội tại 3 điểm đúng không? Anh em thường là phải lính quái tướng để có thể tích cái điểm. Mà không cần bây giờ anh em, chỉ cần tung chiêu thôi anh em ạ. Đây, người ta gọi là tự làm tự ăn nha anh em nhá. Chỉ cần tung chiêu thôi, các bạn thì spam tung chiêu thoải mái. Anh em thấy đủ phê chưa nào? Kiểu này lại là max sát thủ nhá. Chỉ cần là kẻ địch có quá nhiều vị tướng khống chế khó chịu thì vị tướng Butter chúng ta có thể dễ dàng giải quyết. Thôi nhiên theo Nat vậy. À đâu, điều tiền chứ. Sử dụng vị tướng Butter này nói chung là cũng khá vui, nhưng mà mình nghĩ rằng với một con bài như Butter ấy, nó mà gặp bọn khống chế nhiều kiểu bọn Arum hay bọn Grak này thì đúng là kiểu chán chê luôn ấy. Nhưng mà nếu gặp nhiều xạ thủ hay là sát thủ cứ gọi là mắc phê luôn. Bàn chữ cuối mỏi tay à. Điểm nhấn lớn nhất của Lily, em nghĩ rằng cái quả cầu đây anh em nhá, quả cầu này này làm choáng mục tiêu bị dính quả cầu, và tốc độ quả cầu rất là kinh khủng, càng rộng càng to, đam lại càng khủng. Mình sẽ cố gắng kích hoạt một quả cầu cho anh em nhá. Đâu nhỉ? Ơi không được rồi. Ôi, trời ơi. Wow, nếu mà là cầu bình thường ấy chắc chắn mình chạy được rồi, nhưng đấy là cái dạng cầu nó quá lợi hại, càng to càng khủng đúng nào, giống kiểu chiêu 2 của Natalia. Thực ra là không biết phải làm sao để né tránh được. Mình sẽ kiếm quả cầu cho anh em coi nhá. Lao vào sử dụng cào. Và đây là cầu rồi. Ui, nhưng mà tiếc là cái thằng Arum đó anh em, nó không chạy, thành ra cầu mình không hề to. Đấy rồi nhá, đấy rồi, to lên nữa nào. Ui, mới chỉ được nửa cái độ to của quả cầu ấy thôi, thành ra chưa thể cho anh em xem bắn nhãn được. Mình cố gắng tạo ra một cái quả cầu đó nó hoành tráng và thú vị hơn. Thực sự thì ngoài quả cầu này thì em cũng không biết là con Liliana nó thay đổi cái gì nhiều. Có thể là các cú cào nó khỏe hơn nè. Còn lại chúng ta vẫn thấy là sử dụng chiêu 1 đợt qua đợt lại các thứ, nó như vậy thôi à. Nếu bạn nào phát hiện ra sự khác biệt nào ngoài quả cầu bị tướng Liliana này thì đừng quên comment video để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi nhá. Chứ bản thân S là chỉ thấy cái quả cầu là nó tuyệt vời nhất rồi. Tức là quả cầu siêu mạnh, siêu khổng lồ. Và đương nhiên rồi, đam siêu to nhá. Đây rồi, lại một quả cầu mình sẽ tặng cho con Natalia đi. Đây rồi nhá, siêu khổng lồ. Bùng. Quá đỉnh đúng không nào mấy ông ơi. Siêu to luôn ạ.
Nói về băng xà và châu rì ấy, thì không thể quên được là vị tướng Mina. Mina vẫn tiếp tục là có lượng sang chuẩn, và anh em biết rằng Mina ấy, nó sẽ được tăng tầm của chiêu cuối lên rất là rộng và xa. Ngoài ra chiêu 1 lấy nội tại cực kỳ dễ dàng anh em ơi, không cần phải đếm từng điền đâu, mà anh em chỉ thoải mái là spam, spam và spam thôi. Lấy nội tại cực kỳ dễ và nhanh nhá. Mỏi tay spam nè, ui rồi lại tiếp tục spam nè. Ui cứ dùng xong lại có, dùng xong lại có. Quá là đỉnh đúng không nào. Sức mạnh rất ghê gớm đi nhá. Anh em thấy không, liên tục là nội tại nè. Lấy nội tại thế này mới phê cơ mà. Bản chính mà được kia này chắc là chùm sò luôn anh em ạ. Solo không sợ ai luôn. Cái điểm của chuối bản này là cái thằng Lidu nó vừa di chuyển vừa tấn công, sợ thật đấy, sợ thật đấy. Tên như thế này hổ báo quá cơ. Lại spam này, lại spam này, hồi chưa nào. Kim không tang, lại spam. Đây mới là một vị tướng băng xả diện rộng nha anh em nhá. Không sợ chậu bò luôn ạ, càng trâu càng thích. Ui lướn. Bao nhiêu đây, 1k8 rồi anh em ạ. 1k8 toàn phun tanh nhá anh em nhá. Chơi 100 máu luôn ạ. Một em 1k8 của chỗ thế này đi. Thế này thì làm sao mà chơi hả anh em? Thế này làm sao mà chơi? Ôi máu vừa nhiều, sát thương lại khủng. Sát thương chuẩn quá đỉnh cao luôn. Anh em thấy sợ Mina chưa nào? Nói đến độ trâu ấy, không thể thiếu được Tara đâu nhá. Tara bật chiêu cuối lên, cứ gọi là đỉnh chóp mấy ông ơi. Cái quan trọng tiếp theo ấy là anh em mà vận dụng chiêu 1 ấy, nó sẽ khống chế và hất tung cái địch cơ. Ghê chưa? Nhưng mà cái điều mà mình thích nhất ở vị tướng Tara này là chiêu cuối hồi liên tục nha mấy ông nhá. Anh em có thể thấy không chỉ là búp sức ảo đâu, mà kèm với đó là khả năng hồi phục liên tục liên tọn. Để mình xem pha nào để mà thấp máu, test cho anh em coi cái độ hồi phục của vị tướng Tara kinh khủng là sao nhá. Đây nhá, ví dụ bật chiêu cuối nè, thời gian rất là lâu và dài. Hạ thằng này chơi chơi nào. Bật chiêu cuối lên, trụ đang bắn kìa anh em. Trụ bắn thì việc của trụ thôi, còn hồi máu là việc của mình. Wow, mặc dù là chỉ còn một chút thời gian, nhưng mà đã hồi đỉnh cao thế cơ mà. Đó là lý do vì sao mà Tara chơi trâu ấy, không phải là dạng vừa đâu anh em ạ. Thánh Gidu ở chế độ này có gì mới ta? Đó là chiêu cuối vừa di chuyển lại có thể vừa tung chiêu. Rất là khó chịu, kẻ địch khó lòng có thể thoát khỏi chiêu cuối Gidu được. Cái điểm hay tiếp theo của Gidu đó là chiêu 1 tấn công kẻ địch, kẻ địch sẽ bị đẩy lùi một đoạn nhỏ và chịu khống chế. Hay là các bạn chẳng may bị lên bảng điểm số, không sao cả, chiêu cuối của Gidu vẫn tiếp tục tồn tại nhá. Tuyệt vời đúng không nào, khống chế đỉnh chóp thế cơ mà. Và nếu mà các bạn nào mà chưa xem phần 1, S sẽ để phần 1 ở cuối video này, các bạn nhớ coi nhé. Bởi vì phần 1 và phần 2 mỗi phần có 10 con, thì phần 2 này S tổng hợp luôn cả phần 1 để anh em có thể tìm hiểu và theo dõi dễ dàng hơn, đỡ tốn thời gian tìm lại phần 1 nhé. Anh em thấy cái chế độ này tuyệt vời không? Đừng quên kêu gọi bạn bè vào chơi và chia sẻ cho họ nhé. Chơi cái chế độ này, mỗi vị tướng nó có đặc điểm riêng. Ví dụ như con Natalia ấy, ngay từ đoạn đầu game nó rất là khỏe rồi. Bởi vì bây giờ các bạn chỉ cần đợi một chút mới nhảy ra ngoài thì đã lên cấp độ 4 rồi mà. Tức là đây là cái chế độ đánh nhau liên tục. Nhưng với vị tướng kiểu Triệu Vân ấy, các bạn phải từ từ, các bạn phải tích nội tại trước. Bởi vì chiến thức của Triệu Vân nó chỉ có như vậy thôi. Cái điểm khác biệt và đáng sợ của Triệu Vân đó chính là cái nội tại là vô hạn nhá. Các bạn cứ farm farm lên lên. Các bạn có thể hạ lính hoặc là hạ quái để thể tăng cái điểm nội tại. 49 điểm rồi anh em. Đập bê làm luôn. 51 điểm, đập có ngon. Đương nhiên là khi đối đầu có vị tướng quá khó chịu kiểu Natalia, các bạn phải cần đồng đội nhá. Nhưng mà bắt mấy con thể loại kiểu theo nát này thì anh em biết đó, xác định ngay. Một khi chúng ta có đầy đủ các điểm nội tại, farm farm và cố gắng thật là nhiều điểm nội tại nha anh em nhá. Ad không biết là nó giới hạn tối đa là bao nhiêu điểm nội tại, bởi vì đánh cái chế độ này nó chỉ vui nhất là ở 10 phút đầu tiên thôi, bởi vì ra là đánh nhau, chứ còn chơi nhiều quá sẽ chán. Ông nào mà không kiên nhẫn ấy thì đừng có chơi vị tướng Triệu Vân này nhá, bởi vì Triệu Vân cần anh em phải tích và farm nội tại chứ không phải là kiểu như Natalia được đâu. Van Hên hả? Liệu có mạnh không? Ở trong cái chế độ này ấy, anh em toàn ưu tiên là Khaleesi nào điêu thuyền thôi. Nhưng mà Van Hên không phải dạng vừa,
10 cái nội tại mà có thể duy trì nội tại liên tục, anh em tưởng tượng là cái tốc độ đánh rồi tốc độ chạy nó kinh khủng ra sao đấy. Chưa kể là cái chiêu 1, và thứ đáng sợ nhất của Văn Hên là chiêu cuối. Đó là lý do vì sao mình phải lên phép cho vị tướng Văn Hên này. Chiêu cuối đặc sắc lắm anh em ơi. Úi trời ơi, anh em đã thấy bao nhiêu tia chưa ạ? Rất là nhiều tia đúng không nào? Bằng đấy tia mà đập vào người thì xác định kiểu Natalia gọi là bẹp dí. Ở đây, ví dụ nhanh em ạ, ví dụ thôi đấy. Chiêu cuối lại còn đánh, lại còn đẩy lùi cái địch cơ. Nó thực sự rất là phê. Phải nói đánh con Van Hên này anh em phải có cái lợi thế và phải có đồng đội băng càn cho mình. Trận đấu này là team mình có băng càn là nhờ con Malok này, nhờ con Arun Kotech thôi anh em ạ. Chứ mà gặp mấy thanh niên khác là mình chịu ở đây. Anh em đã thấy ghê chưa? Đó là chiêu cuối vị tướng Van Hên sau khi được cường hóa đó. Quá là đáng sợ đúng không nào? Một cái là kẻ địch bay màu luôn. Thế mới gọi là điểm đáng... Anh coi nha, coi nha, coi nha. Coi nha, 7.000 năm ạ. Đỉnh đúng không nào? Anh em cảm nhận thế nào? Test chưa? Bạn thích kéo, bạn thích đào vàng. Và Grack là sự chọn tuyệt vời cho anh em. Kéo nửa cái bản đồ cơ mà anh em ơi. Đúng là đỉnh chóp. Hên là cái phiên bản này là các bạn sẽ không cần phải farm. Cái chế độ này các bạn cần ra và đánh nhau mà thôi. Ui, đam thì to, lại còn lên phép cho Grack. Grack lại còn vô hạn cái nội tại ở chiêu 2. Giống như con Triệu Vân, các bạn chơi Grack ấy, ăn được càng nhiều mạng, hỗ trợ được càng nhiều mạng, các bạn sẽ được tăng càng nhiều máu. Wow, kiếm 17.000 máu chỉ là chuyện nhỏ thôi anh em ơi. Cái kia là lên đồ phép mà là 17.000 máu nha anh em nhá. Chứ còn lên đồ thủ hay là lên đồ máu bằng đến máu nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà mình là lên đồ phép cơ. Đấy mấy cái điểm rất là ghê của vị tướng Grack với chiêu 2 này. Quá đỉnh chọn đúng nào. Vậy chờ gì, đánh giá về Grack đi mấy ông ơi. Về và cực kỳ vui luôn. Ai cũng đánh giá như vậy nè. Cấu rỉa và khống chế rất là khó chịu. Đáng sợ nhất là ở cái chiêu 2, các bạn chỉ cần tung ra cái thôi, nó khống chế hẳn 3 lần. Khống chế 3 lần ở đây không phải là một địa điểm, một vị trí, mà là zig zag. Đấy. Và chiêu cuối chắc hẳn là cái chiêu thức mà rất là nhiều anh em sợ. Bởi vì chiêu cuối này ấy, khả năng khống chế đỉnh cao lắm anh em ơi. Lại còn nguy hiểm nữa chứ. Đó là lý do vì sao mà rất là nhiều anh em chơi KDC ở trong cái bản này. Cực kỳ bá đạo. Tố rỉa khống chế, sốc đam ngay lập tức. Chiêu cuối đỉnh lắm anh em, càng đông càng vui, càng nhiều đam càng dữ dội hơn cơ. Và không phải vậy đâu, mà cái chiêu 2 anh em phải kiến tạo rất là tốt, giữ vị trí cực kỳ an toàn đi nhá. Ông nào mà thích chơi cấu rỉa thì KDC là lựa chọn tuyệt vời. Nhưng mà còn rất nhiều con bài khác hay ho và thú vị, các bạn chớ bỏ qua nhé. Và đừng quên đánh giá và like share video này cho bạn bè của mình với đó. Natalia hả? Em đã từng gửi đến cho anh em rồi đó. Khả năng sốc quá đỉnh chóp. Sử dụng chiêu cuối vừa sốc đam kẻ địch, lại còn vừa đùn đầy kẻ địch. Đó là cái điểm đáng sợ nhất của vị tướng Natalia này. Đó là chiêu cuối cú sấy quá chí mạng. Với vị tướng máu giấy và ít máu, chỉ cần ăn quả sấy thôi, chắc chắn gần như lên bảng nha anh em nhá. Chứ không có thể thở được. Hoặc là gặp các vị tướng tiếp cận, các bạn có thể vận dụng ngay chiêu cuối đùn đầy kẻ địch. Và đừng quên rằng các bạn có chiêu 2. Chiêu 2 vô cùng nguy hiểm. Rộng, to, đầy lùi khỏe, kết hợp thêm chiêu cuối, kẻ địch làm sao tiếp cận được, đúng không nào? Hãy sử dụng Natalia nếu các bạn có cơ hội pick. Bởi vì em thấy được rằng con này cực kỳ imba luôn. Ông nào mà chơi xong ấy thì đảm bảo mê và nghiện chắc chắn luôn đấy. Nói về Murad ấy, gói gọn lại thôi. Chiêu 1 anh em có thể lướt 3 lần, sau đó giật bóng về. Chiêu 2 phạm vi x đôi. Trời ơi phê lắm anh em. Chiêu cuối sao? Một cái phạm vi cố định rất là tuyệt vời. Sử dụng chiêu cuối các bạn sẽ không phải lo lắng, đó chính là thời gian của chiêu. Các bạn chỉ cần có 4 điểm nội tại thôi, chém. Chém xong có 4 điểm nội tại, lại chém tiếp. Và cứ thế mà chém thôi anh em ơi. Sử dụng ở chiêu 1 quá là phê. Tại sao? 3 lần lướt cơ mà. Chỉ cần kẻ địch ở trong cái phạm vi nửa bản đồ thôi, Murad hoàn toàn thể tiếp cận bạn và kết thúc ngay lập tức. Đỉnh lắm anh em. Nếu các bạn chán về Murad ở bản chính, hãy vào ngay cái chế độ tuyệt vời siêu cường hóa này và test Murad hoàn toàn mới nhá. Tiếp cận tuyệt vời, băng xả cơ động, quá đỉnh. Ông nào mà thích xem đọc truyện hoặc là xem phim hoạt hình, Attack on Titan sẽ không thể bỏ qua được Kled đâu. Vậy lắm anh em ơi, Kled thay đổi gì nhỉ? Đầu tiên là hóa thủy thần, tấn công khống chế 4 hướng. Tiếp theo, sau khi các bạn hóa thủy thần xong, Kled lập tức sử dụng chiêu 1, khống chế hất tung kẻ địch. Sử dụng chiêu 2, dập lên, hất tung kẻ địch.
Theo F ấy, thì khuyên anh em sử dụng Concrete ở cái bản siêu cường hóa này. Các bạn nhớ lên đam cho nó nhá. Lên đam nó sẽ rất là tuyệt vời và băng xả, để khi bạn hóa thủy thần ấy có thể khống chế và sốc đam lập tức ngay kẻ địch. Chứ bạn mà lên full tank ấy, gặp cái bọn Cortex kiểu như là con Arthur, con Tara hay là con Arum thì thôi rồi, chán luôn anh em ạ. Đánh nó không xi nhê luôn ấy. Đặc biệt là khi bạn chưa hóa thủy thần, hãy chú ý cẩn thận và hoàn toàn có thể tận dụng được cái phù hiệu phép, à phải gọi là phép bổ trợ ấy, chuẩn hơn phép bổ trợ mới, đó chính là cái suy yếu nha anh em nhá. Rất là tuyệt vời, vừa giảm sát thương kẻ địch nè, lại còn vừa có thể tăng miễn thương cho người sử dụng, đó chính là vị tướng Crest này là 20%, mặc dù chỉ trong khoảng 4 giây thôi nhá. Đây, tốc đam lập tức ngay kẻ địch, tuyệt vời chứ nào. Không có con gì nó khổng lồ bằng con Crest ở cái phiên bản siêu cường hóa, siêu siêu khủng ấy đâu anh em ơi. Đỉnh chóp thực sự. Từng vác điêu thuyền để mà giới thiệu cho anh em về cái chế độ siêu mới này, chắc hẳn các bạn biết được sức mạnh đáng gờm của điêu thuyền rồi đúng không nào. Sử dụng chiêu 1, chúng mục tiêu lại còn lan tỏa ra xung quanh, khó chịu lắm mấy ông ơi. Chưa kể chiêu cuối, vừa di chuyển vừa sử dụng chiêu, đúng cái kiểu ước mơ của mấy ông luôn ấy. Trước đây thì có nhiều ông bảo là mơ bảo là nhà làm game ấy phải làm cho điêu thuyền vừa di chuyển được lại còn phải vừa sử dụng chiêu cuối. Không chỉ vậy đâu anh em ơi, bật chiêu cuối lên cho dù bạn bị hạ gục mà chiêu cuối nó vẫn tiếp tục báo tuyết, thế nó mới đỉnh chứ. Quá là phê đúng không nào. Đó là điểm lợi hại của chế độ siêu cường hóa mới, khiến anh em chơi là đam mê. Không biết là tướng tủ của anh em có trong cái video này hoặc là trong 20 vị tướng hay không, thì các bạn từ từ xem, từ từ theo dõi để mà xem được các bộ chiêu thức tuyệt vời của vị tướng này nhé. Còn bạn Ether đấy thì em thích nhất cái điểm đó chính là vận dụng chiêu cuối, kẻ địch bay tận cung trăng luôn anh em ạ. Sợ nhất của Ether đó là cái pha vận dụng chiêu cuối nha anh em nha. Ui ôi, bay cao lắm. Chẳng qua nếu bạn là nạn nhân của Ather mới biết được cái độ cao của con Ather nó hất tung kinh khủng là sao. Vừa phê, hất tung lại khỏe. Nói chung là sự thay đổi khác của Ather thì có hay không thì mình cũng chẳng biết anh em ạ. Mình chỉ biết là nó quay chiêu cuối vô cùng imba luôn. Vừa đẩy cao, đẩy xa, lại còn sát thương rất là khổng lồ anh em thấy không. Trời ơi, rất lên nhảy xuống luôn ạ. Bản thân S thì được đánh một chút, một trận về vị tướng Ather này thôi, bởi vì mình còn quay rất nhiều vị tướng khác, tận 20 vị tướng mà anh em. Trong video này chỉ gửi đến cho anh em được phần 1 là 10 vị tướng thôi, còn 10 vị tướng sau thì S gửi đến cho anh em ở phần 2 nhá. Đông quá. Mà mỗi trận này bọn nó đánh rất là nhây anh em ạ. Mỗi cái trận đấu giải trí này bọn nó đánh tận 17 20 phút. Lâu hay là lâu, kiểu thằng nào cũng tham đánh nhau mà anh em, chứ quay để trụ để đường đâu. Thành ra là để mà quay được khoảng hơn chục vị tướng này tốn quá trời thời gian luôn đấy. Thì không sao, S sẽ test và quay cho anh em để anh em mà không có thời gian, hoặc là anh em nào đang sử dụng iOS mà chưa thể vào máy chuẩn bị test được ấy, có thể là cảm nhận được tất cả mọi sự thay đổi của vị tướng nha. Ôi trời ơi, bay nóc nhà luôn anh em ơi, bay nóc nhà là bay nóc nhà luôn. Và đó là Ather. Và Emery là vị tướng cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh em ở trong phần 1 này. Tại sao? Bởi con Emery hay lắm anh em ạ. Chỉ cần bật chiếc cuối lên thôi là các cú gồng, cú đá, cú đánh sẽ hất tung và gây sát thương rất là khổng lồ. Cứ khi nào các bạn hạ được một thằng, ví dụ đây nha anh em nhá. Nhưng mà đen quá, cái quả này là bị ăn khống chế liên hoàn. Nhưng mà nhờ chiêu cuối rất là trâu bò nên mới có thể tồn tại và sống sót được. Tấn công, hất tung kẻ địch, tuyệt vời chưa anh em ơi. Hất tung kẻ địch nhá. Nếu các bạn có chiêu cuối và bật lên thì chút anh em sẽ nhìn cái bài test này và xem nhé. Trời ơi, gặp cái con Arum mà chịu anh em ạ. Arum chắc là em sẽ gửi đến cho anh em ở tại phần 2 đi. Bởi vì con Arum thì nó vừa trâu lại còn vừa nguy hiểm lắm. Anh em chỉ cần xem thôi, xem các pha đối đầu thôi là cảm thấy vui rồi đúng không nào. Sử dụng chiêu cuối, hạ được rồi lại cuồng bạo chiêu cuối. Hạ được rồi lại cuồng bạo chiêu cuối thêm một lần. Đỉnh chưa anh em ơi. Xem nhá, mình cố gắng hạ cái thằng này thật là sớm để có thể cuồng bạo lần cuối cho anh em. Cuồng bạo không? Lại tiếp tục gia hạn cái thời gian ở chiêu cuối rồi. Tuyệt vời chưa anh em ơi, tức là các bạn chỉ cần hạ được cái địch thôi thì các bạn lại tiếp tục được một lần chiêu cuối tiếp theo. Ví dụ các bạn hạ một thằng, hạ 2, hạ 3, hạ 4, hạ 5, cứ như vậy thôi anh em, cứ tiếp tục đấy. Ôi rồi ôi, đó lý do vì sao nó trâu đây anh em ạ. Nhưng mà gặp cái thằng Arum này thì đúng là căng, phải nói là siêu căng luôn đấy. Trời ơi, cái thanh niên Van Hê này bắn không phải dạng vừa. Khi đối đầu có bị tướng xạ thủ ở bản né, bạn phải hết sức chú ý nhá. Cố gắng khi các bạn bật chiêu cuối phải hạ được một thằng chứ đó thì nó mới an toàn được. Đặc biệt là cố gắng đánh khi các bạn có chiêu cuối rồi, bởi vì khi các bạn không có chiêu cuối thì khả năng lên bảng rất là cao. Sử dụng tốc biến áp sát nè, tấn công ngay kẻ địch. Ôi trời ơi, liên hoàn chiêu cuối anh em ạ. Nhưng mà khổ quá, con điêu thuyền này bị hạ nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng được chiêu.
Murat ở bản này thì mình cũng không đánh giá quá cao, mặc dù nó khá là ghê về khoản ao chiêu để bắt xạ thủ nhá. Ở trong bản này mình đánh giá cao nhất ấy là bọn pháp sư hoặc là bọn đấu sĩ kiểu vô hạn sức mạnh với con Triệu Vân ấy, đánh đến cái giai đoạn lết ấy thì nó rất là khỏe luôn. Và đó là phần 1 của chế độ siêu cường hóa chuẩn bị cho phiên bản Tết. Anh em cảm thấy tuyệt vời không nào? Anh em thích nhất là chiêu thức của vị tướng nào và ấn tượng nhất với con nào? Hãy comment video để chúng ta cùng chia sẻ và bàn luận về cái chế độ tuyệt vời nhé. Your team.